là Cao Thị Thuỳ Ngân, hiện là sinh viên của trường đại học FPT. Mình đang làm tài liệu khảo sát cho môn học IBS 301 á. Mình xin bạn biết thời gian để làm tư liệu cho môn học này nha. Đầu tiên bạn có thể giới thiệu tên cũng như là ngành bạn đang học không ạ? Thì mình tên là Tuyết Nhung, hiện tại mình đang học truyền thông đa phương tiện. Ok, câu hỏi đầu tiên nha. Bạn mong muốn những gì từ ngành học của mình? Đối với ngành của mình thì mình mong muốn học được kỹ năng về giao tiếp cũng như là một số cái về lên kế hoạch để sau này giúp ích cho công việc của mình. Tại sao bạn lại chọn ngành học này? Tại vì mình cảm thấy nó khá phù hợp với một đứa như mình và mình cũng thích những cái công việc của mà liên quan đến ngành học này nữa. Ok, theo bạn làm thế nào để có ngay được việc làm sau khi ra trường? Đối với mình thì mình cảm thấy cái đó là do quá trình mình học tập và cũng như là cái việc mà các bạn đi thực tập thì có thể từ đó để tìm công việc sau khi ra trường. Sau 5 năm tốt nghiệp bạn muốn mình sẽ là người có vai trò như thế nào trong xã hội, là công việc bạn mong muốn? Công việc mong muốn mình chỉ mong muốn có một công việc ổn định và có thể làm được những gì mình thích là được. Hiện ngoài giờ học trên lớp bạn muốn có thêm những hoạt động ngoại khóa nào? Hiện tại thì mình vẫn đang tham gia một số hoạt động ngoại khóa liên quan đến ngành học như là một số cái mình yêu thích. Ok, bạn có thể cho mình biết loại hình hoạt động ngoại khóa nào mà bạn đang vô cùng mong muốn được tham gia nhưng mà hiện trường đại học FPT không có tổ chức không? Xô nhạc của ca sĩ. Hiện bạn có là thành viên của câu lạc bộ BAC không? Không. Ok, lý do mà bạn chưa tham gia câu lạc bộ này là? Dạ, do chắc mình không hợp với đúng câu lạc bộ, kiểu như là cũng hơi học thuật liên quan kinh tế quá. Ok, bạn có thể cho mình biết số điện thoại của bạn là gì? 0354063376. Ok, cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn đã tham gia cái buổi phỏng vấn này. Chúc bạn một ngày tốt lành nha.